cái chương trình ngày hôm nay là dành cho những anh chị em mình trong cái ngành nghề với nhau. Cái mục tiêu của chương trình Zoom anh chị là làm sao có thể giúp được cho cộng đồng nail của người Việt Nam mình trong tương lai ngày càng phát triển hơn, đặc biệt nhất là mình cái mục tiêu mà cái đam mê của Tony mong muốn đó chị, là làm sao giúp được cái ngành nail của mình nâng cấp lên cái dịch vụ và nâng cấp lên một cái lĩnh vực cao hơn hiện tại bây giờ. Vì hiện tại bây giờ anh chị biết cũng rất nhiều những cái hình ảnh mà mình coi trên video, trên YouTube, những cái người khách hàng họ bước vào trong tiệm nail, họ làm khó dễ người thợ nail, họ làm khó dễ người chủ tiệm, và thậm chí có những cái cuộc cãi lộn, rồi có những cái mà mình thấy ẩu đả xảy ra. Khi mà nhìn những cái video đó thì có thể nói chị rất là đau lòng, và trong cái mắt của những người khách hàng đó chị, họ không có coi trọng cái người thợ nail mình giống như 20 mấy năm về trước chị, 23, 24 năm, vì mình đã từng mở tiệm nail cách đây 25, 24 năm về trước. Và trong thời điểm mà 24, 25 năm về trước đó chị, cái người khách hàng họ bước vào á chị, họ rất là giống như là họ rất là nể người thợ nail, và họ người thợ nail nói cái gì họ cũng nghe hết nha. Một phần nha là vì cái cách làm việc hay là cái sự cạnh tranh của mình, rồi mình cứ cạnh tranh với nhau về vấn đề giá cả, rồi cái phục vụ của mình á, nó không còn giống như hồi xưa nữa ha. Thành ra đó là cái chương trình mà mình có ngày hôm nay. Và trong cái chương trình ngày hôm nay, mục tiêu của mình là vẫn cho chị thấy làm sao để mình tăng được cái thu nhập, làm sao để mình thu hút thêm khách hàng mới, và làm sao để mình thu hút thêm thợ, vì đây là ba cái vấn đề quan trọng nhất trong cái ngành nail thôi ha. Và với cái background của mình thì mình cũng là một trong những người trong cái ngành về beauty industry, chị, tính đến ngày hôm nay là trên 22 năm, gần 23 năm trong cái beauty industry. Và background của mình là chủ tiệm nail supply, mình đã từng có hai cái tiệm nail supply. Đây là một trong những cái tiệm nail supply của mình nha, cái quan cảnh ở đây, thành phố bên đó là mình ở bên tiểu bang Louisville, Kentucky. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì mình đang sống tại Florida, cũng với dọn về Florida chừng khoảng 9 tháng này anh chị. Gia đình mình rất thích cái không khí ấm áp giống như Việt Nam, rồi thích không khí biển, thành ra mình dọn về đây định cư tại Florida được 9 tháng rồi. Và đây là những cái buổi mà Tony cũng trong 8-9 năm vừa qua thì luôn luôn mình đã chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức mà mình đã tích lũy được trong 23 năm trong ngành supply. Vì trong 23 năm đó chị, mình tiếp cận có thể nói hàng ngàn những người chủ tiệm nail, không phải ở tiểu bang của mình ở không, mà mình đi khắp nơi chị, gần như 50 tiểu bang, nghe được những cái cuộc nói chuyện của những người chủ, và mình hiểu luôn tâm lý của những người thợ luôn. Vì khi mà những cái người thợ nail họ tới tiệm nail supply, họ mua những cái dụng cụ để làm nail đó chị, nhiều khi có những ngày đầu tuần cũng bán đúng không, họ cũng ở lại nán lại cái họ trò chuyện với mình, họ kể những người chủ như thế nào, họ thích người chủ nào, và lý do tại sao họ không làm tiệm nail đó nữa, họ đi qua tiệm nail khác. Và những cái người chủ vậy cũng vậy ha, mỗi lần họ xuống họ xin cái dán theo bảng mà cần thợ đó, thì họ cũng kể cho mình biết luôn cái người thợ như thế nào, thợ bây giờ, thời bây giờ như thế nào so với hồi xưa ha. Thành ra cái tâm mình mà trong cái ngành nail thì hình như là mình nắm khá rõ. Ngàn lễ một đêm, mà hay nói là ngành nail là ngàn lễ một đêm, chỉ 23 năm rồi mà vẫn tiếp tục ha, vẫn nghe câu chuyện nó lặp đi lặp lại, thợ chủ khách như vậy thôi. Ở đây những cái kinh nghiệm của mình trong thời gian vừa qua tích lũy lại để mình chia sẻ với anh chị, làm sao để mình có thể làm việc với nhau hài hòa hơn, và làm sao để giúp cho cái kinh doanh tiệm nail của mình nó phát triển càng ngày càng tốt hơn. Bây giờ là gì, cái ngành nail bây giờ nó hoàn toàn khác hồi xưa, các anh chị đồng ý với mình không nào? Bây giờ cái tiệm nail bây giờ mở ra không còn là 20-30 ngàn như hồi xưa nữa. Bây giờ tiệm nail xu hướng bây giờ họ mở rất là lớn, nó khác với là cách đây 20 năm về trước. Các chị nào đã từng mở cách đây 20 năm về trước chị biết, hồi xưa thì mở tiệm nail chỉ có tốn có 20-30 ngàn thôi, thậm chí mình nghe cái người chủ tiệm nail chị hồi xưa mở có 10 ngàn thôi cũng có thể mở được cái tiệm nail. Và khi mà họ mở tiệm đó, họ chỉ nghĩ một cách đơn giản thôi là lấy công làm lời, thay vì đi làm cho người khác thì thôi bây giờ mướn cái chỗ nhỏ nhỏ vậy đó, mở ra cái hai chồng với lại em muốn chị trong gia đình vậy đó, cứ làm lấy công làm lời thôi nha. Và chính như vậy chị, cái suy nghĩ của mỗi người đều giống như vậy hết, lấy công làm lời. Và lý do cũng là vì cái lý do đó mà tiệm nail mở ra trong thời gian mà 20 năm vừa qua mở khắp nơi nha, chỗ nào khóc ngã ba ngã tư nào cũng đều thấy tiệm nail, thậm chí đứng một cái ngã tư anh chị có thể nhìn thấy 4-6 tiệm nail luôn ha. Cái gần như là cái plaza nào cũng có tiệm nail hết á. Và nhưng mà bây giờ chị, trong khoảng 5 năm gần đây đó chị, thì xu hướng mà mở tiệm nail lấy công làm lời bây giờ thay đổi hoàn toàn. Bây giờ họ mở tiệm nail ra là họ kinh doanh nail chứ không còn lấy công làm lời nữa. Đó lý do mà chị thấy bây giờ họ mở ra tiệm nail rất là lớn. Họ mở ra nail and spa hay là nail bar nha, họ mở ra, họ không còn cái mở ra cái diện tích
bây giờ, hiện tại bây giờ, à, bây giờ nếu mà chị mở tiệm nail mà chị nói em chỉ mở tiệm nail rồi em muốn đầu tư khoảng 100-150 thì anh nghĩ có nên mở hay không? Nếu hỏi mình câu này thì chị mình nói không liền. Tại vì mình kinh doanh thời nào mình đầm theo cái đó. Thời hồi xưa thì cũng sao, chị mở sao cũng được hết vì tiệm nail nó ít. Nhưng mà bây giờ nè, tiệm nail bây giờ bắt đầu chị thấy không, có những tiệm nail lớn mở ra mà chị muốn cạnh tranh với những người khác thì sao? Nha, mình mở ra để mình kinh doanh mà, kinh doanh là phải cạnh tranh. Mà để mình cạnh tranh với những tiệm nail khác là chị phải mở lớn, chị phải mở tương đương. Còn nếu như mình mở nhỏ lấy công làm lời, nếu mà lấy công làm lời thì cứ đi làm thợ cho người khác đi cho nó khỏe. Đúng không chị? Làm chi mà mình ôm cái tiệm rồi mình phải trả tiền rent rồi mình vacation cũng không dám đi. Ha, thành ra bây giờ để bây giờ mà mở tiệm đó chị là mình phải mở cho nó khang trang ha. Mở chuyện như vậy thì mình mới có thể kinh doanh được. Và bây giờ để mở cái tiệm khang trang chị thấy không? Vốn đầu tư rất là lớn. Ha, không còn nhỏ nhỏ 2-3 ngàn đồng tiền rent lấy công làm lời nữa mà bây giờ tiền rent bắt đầu 5 ngàn, 7 ngàn thậm chí 20-30 ngàn đồng tiền rent luôn. Thành ra bây giờ anh chị, cái người nào biết cách quản lý tiệm, người nào biết run cái tiệm nail thì cái người đó sẽ sống. Còn cái người nào mà không có biết quản lý, không biết run tiệm nail để làm sao mình mang cái income vào trên tiệm thì chị gặp trong tương lai chị rất là mệt. Ha, và trong thời gian vừa qua những cái tiệm nhỏ nhỏ đó anh chị thấy ha, anh chị nào hay là anh chị nào đang là chủ tiệm ở trong cái Zoom ngày hôm nay nè. Hồi xưa mình có 8 tiệm thợ, bây giờ còn lại 3-4-5 thợ thôi. Và thợ bây giờ tiệm rất là khó. Vì sao chị? Vì bắt đầu họ thợ thì sao chị? Họ đi qua, họ đi xin vào những cái tiệm nail lớn họ làm hết rồi. Nha, còn cái tiệm nail nhỏ nhỏ thì sao chị? Ha, họ không có muốn làm trong những tiệm nail nhỏ đó nữa. Thành ra đó lý do mà thợ chị thấy càng ngày càng bán đi. Ha, và nếu như mình mở tiệm nail mà không có thợ thì sao? Đó là một cái vấn đề đúng không chị? Còn mở tiệm nail lớn mà mình không biết quản lý thì sao? Cũng gặp vấn đề rắc rối luôn. Ha, thì ngày hôm nay thôi thì sẽ chia sẻ với chị trong vòng 30 phút thôi để làm sao để giúp cho mình cái doanh nghiệp của mình được phát triển tốt hơn. Vì đây là cái nguyên tắc trong kinh doanh, nếu như mình hiểu được cái nguyên tắc trong kinh doanh thì mình sẽ làm được tốt hơn rất nhiều. Luôn luôn cái gì, tiệm nail thì luôn luôn chỉ có 3 vấn đề thôi, thợ, khách và chủ. Mình luôn luôn hỏi là gì ha, bao nhiêu cứ mỗi lần 2 tuần là chị nghe cái câu này mình hay hỏi đúng không? Nhiều khi hỏi đi hỏi lại hoài đó chị, nhiều lần thì chị mới nhớ trong đầu thôi. Thì đối với chị là thợ nè, khách nè, chủ nè, cái nào là quan trọng nhất? Mình biết ba cái này đều quan trọng trong tiệm nail hết á. Thợ làm sao, nếu mà tiệm nail không có thợ thì sao chị, làm sao mà chị biêu khách? Mà nếu tiệm nail không có khách thì sao chị, làm sao có gì không, đúng không, làm sao mướn thợ? Mà nếu như chủ thì sao chị, cái nào quan trọng hơn? Thợ, khách và chủ. Thì khi mình hỏi cái này anh chị, vui lắm chị, mình mới vừa đi Minnesota vừa qua, trong 2 ngày vừa qua mình cũng có làm một cái buổi salon night đó. Khi mình hỏi cái này thì hình như 30% nó thợ nail quan trọng, rồi 30% nó khách quan trọng, rồi 30% nó chủ quan trọng. Có nghĩa là ai cũng đúng hết, đúng theo cái cách nhìn của họ thôi. Vì lý do mà họ nghĩ là thợ quan trọng thì sao chị? Thì ra thợ nói cái gì, cái người chủ cũng nghe hết. Thành chị không, nhiều khi chị sai thợ hay là anh chị muốn thợ làm cái gì đó mà nó không có hài lòng chị đi, anh chị cũng không dám nói nữa. Vì mình nghĩ thợ quan trọng mà, đúng không? Vì cái suy nghĩ của người chủ họ nghĩ như vậy. Rồi cái người chủ họ nghĩ khách là quan trọng. Vì họ nghĩ ồ khách nó quan trọng, thành ra nếu không có khách thì làm sao có tiền mang tới tiệm của mình, làm sao mình chi phí. Thật ra khách nói cái gì họ cũng làm theo khách hết, thậm chí khách làm khó làm dễ họ cũng chiều khách nữa. Hay là khách cầm đen thợ cái đầu, nhiều khi mình đưa cái người thợ đi vô rồi mình la, rồi mình nhiều khi mình nói nặng nói nhẹ thợ nữa vì mình bên khách. Vì cái suy nghĩ của người chủ á chị, họ nghĩ khách là quan trọng nhất. Nhưng mà đối với mình á chị, chủ là quan trọng nhất, không phải trong tiệm nail chị mà bất cứ trong lĩnh vực nào chủ là người quan trọng nhất. Vì cái ngày đầu tiên anh chị mở cái tiệm ra, chị chưa có thợ mà, chị chưa có khách mà, ai là người trả tiền rent, ai là người mang khách hàng tới cho mình? Khi mà những cái người mà trong tiệm của mình, khách hàng họ thưa kiện, họ thưa kiện ai, đúng không chị? Thành ra cái người chủ đóng vai trò quan trọng nhất nha. Nếu như cái người chủ đó giỏi gì, họ có thể build cái từ cái tiệm nail, dán lên tiệm nail đâu. Mà nếu như mà cái người chủ mà anh chị nghĩ chủ không quan trọng đi, thì nếu như giao cho anh chị một cái tiệm đông khách đông thợ mà đưa cho anh chị không biết, không, cái người chủ đó không biết quản lý, không biết khách mà run cái tiệm, thì cái tiệm đang đông nó cũng vắng như thường. Nha, thành ra cho chị thấy rằng mình muốn nhắc lại cho chị thôi, vai trò của tiệm nail chủ là quan trọng nhất, chủ là người quyết định tất cả mọi thứ. Nha, cái người thợ chị họ chỉ nói thôi, nhưng mà tiền rent ai chịu, đúng không, trách nhiệm ai chịu, toàn bộ là người chủ hết. Ok, vậy thì người chủ cần làm gì? Ok, người chủ cần làm gì để mình rent cái tiệm nail tốt? Thứ nhất, anh chị phải biết làm sao mình mang khách hàng vào trong tiệm của mình. Vì cái khách hàng mà đưa vào tiệm á chị, người thợ họ không có làm nhiệm vụ này, họ chỉ nhiệm vụ của họ là ngồi xuống đó làm thôi, đưa khách cho họ làm thôi. Cái nhiệm vụ thứ nhì của người chủ đó chị, làm sao mình thu hút thợ và thu hút thợ giỏi đó, thợ tốt. Vì bây giờ thợ càng ngày càng khó tìm, anh chị để ý ra cái mùa đông mình qua bên bên
Minnesota mùa này là mùa vừa rồi là mùa đông chị, rất lạnh. Nhưng mà hỏi bên đó tìm thợ ra không? Nó bây giờ tìm thợ rất là khó, mặc dù cái mùa này mùa đông mùa chậm nhất trong năm luôn mà tìm không ra, thì làm sao mùa hè tìm ra? Cho anh thấy rằng, cho anh chị thấy bây giờ thợ càng ngày càng khó tìm. Có nhiều người nói ồ thợ khó tìm mà tại vì tiệm nail mở ra quá nhiều. Đồng ý chị, đúng một phần thôi chị. Nhưng mà tiệm nail đóng cửa cũng rất nhiều ha, mở cũng nhiều mà đóng cũng nhiều. Nhưng mà lý do thợ thiếu đó chị là vì họ làm nail quá lâu rồi. Mà nhìn trên cái zoom ngày hôm nay ha, mình thấy nhiều cái khuôn mặt là cũng là đứng cái, đến cái tuổi là không còn làm bao lâu nữa, là mình sẽ không làm nail nổi nữa. Vì ngành nail mình đã làm 25-30 chị, bây giờ tính ra là 43 năm người Việt Nam mình làm nail rồi. Thì họ đang bước vào cái tuổi là chị là 55-60-65 tuổi. Và họ đang bước vào cái tuổi là họ không còn làm nổi nữa chị, hay là họ không còn làm nhanh, hay là họ không còn làm tốt nữa. Và họ bắt đầu retire. Và khi họ retire thì sao? Không có người thế, mình đâu có kêu con cháu đi học nail đâu. Đó lý do mà thợ càng ngày càng vắng. Và trong tương lai chị thấy thợ càng ngày càng vắng. Thành ra bây giờ mình làm xong mình hút họ vào, mình tìm họ. Mình tìm sao mà họ tới họ xin việc làm của mình á. Lý do tại sao mà chị mở tiệm, chị tìm một hai thợ không ra. Mà tiệm nail họ mới mở thôi nha, họ mở ra cái họ có được 10, 12, 15 thợ liền. Ok, vì họ có cái giải pháp để hút thợ vào. Ok. Và cái thứ ba đó chị, làm sao mình tăng cái thu nhập. Đối với kinh doanh, làm cách nào làm miễn sao thu nhập tiệm chị cao là chị ok. Vì cái người kinh doanh giỏi là cái người mang lại cái income cao nhất cho tiệm của mình. Ok, từng cái diện tích một mà chị mang lại cái lợi nhuận. Ok. Ba cái điều này là mình sẽ chia sẻ cho chị trong cái Zoom ngày hôm nay. Rồi sau đó rồi mình sẽ có một cái buổi interview với cái người mà chủ tiệm, họ đã nhờ áp dụng ba cái phương pháp này họ đã tăng được income trong tiệm. Ok, bây giờ có ba cách, ngày hôm nay mình sẽ nói chị ba cách tăng thu nhập trong tiệm nail của mình. Chỉ có ba cách này thôi. Anh chị tính đi tính lại thì chỉ có ba cái đơn giản nhất thôi. Thứ nhất là khách hàng. Số lượng khách hàng tới tiệm chị là bao nhiêu người khách hàng, anh chị nhìn vào đó. Và số tiền khách họ chi ra bao nhiêu tiền. Và số lần mà khách đến tiệm của mình. Nếu như chị mang ba cái số này mà chị nhân lên đã ra tổng số cái income của tiệm chị. Mình nói ví dụ một đơn giản thôi, một tiệm nail mình tính ra trung bình một tiệm nail bình thường nha anh chị là 5 thợ đó chị, 5 6 thợ đó là họ có 500 khách hàng. Tại vì 500 khách hàng tới tiệm họ mỗi tháng. Ok, có nghĩa là 500 người này chỉ có, nếu mà tính 500 chia cho 30 là chỉ có 17 người thôi, 17 người khách hàng bước vào trong tiệm họ mỗi ngày thôi, là cái tiệm nail trung bình đúng không chị ha? Và nếu như bây giờ hiện tại bây giờ trung bình một người khách hàng họ xài từ 30 đồng trở lên thì mình tính 30 đồng thôi. Và mỗi tháng như vậy họ tới 2 lần thì chị cứ nhìn đi. Nếu như mình có 500 khách hàng và mỗi người khách hàng họ bước vào trong tiệm mình họ xài 30 đồng và mỗi tháng họ tới 2 lần là mình mang được cái income 30.000 đồng mỗi tháng. Ok, nếu tiệm nail nào mà chỉ hơn 30.000 là khách hàng là chỉ đông hơn thôi. Bây giờ làm sao để mình tăng cái số tiền này lên? Mình làm sao để income mình tăng lên? Anh chị cứ nghĩ đi, làm sao từ 30.000 mỗi tháng lên 45.000? Anh chị cứ nghĩ dễ có. Nha, có nghĩa là tăng gần như 50%, từ mình tăng 15.000 mà chị tăng gần một nửa ha. Thì để mà tăng 15.000 đồng mỗi tháng extra lên, nếu mà chị cứ nghĩ rằng ồ mình phải tăng cái số lượng khách hàng lên gấp rưỡi, từ 500 lên 750 thì rất là khó. Nhưng mà nếu như anh chị tăng nha 15% của mỗi cột thôi, là khách hàng, số tiền khách chi nè, số lần khách đến thôi, là chị thấy nó đơn giản hơn nhiều. Bây giờ từ 500 khách hàng bây giờ làm sao anh chị tăng lên thành 575 người thôi. Nha, chỉ cần tăng lên 575 cái dịch vụ thôi, mình có 500 dịch vụ nha, mỗi tháng. Thì bây giờ làm sao mình tăng lên 575 dịch vụ thôi. Và thay vì hồi xưa giờ họ chi 300 đồng, bây giờ chỉ tìm cách làm sao họ chi 34.50 thôi, mình tăng 15% thôi. Và mỗi lần mỗi tháng họ tới 2 lần, bây giờ làm sao mỗi tháng họ tới 2 lần, gần 2 lần rưỡi thôi. Thì nếu như chị nhân đi mà 575 mà chị nhân 34.50 mà chị nhân 2.3 nó ra 45.000. Anh chị tăng 15% mỗi cột thôi. Có nhiều cái chị nghĩ nè. Có nhiều người chủ tiệm nail mình thấy cũng rất là giỏi về vấn đề mà làm sao thu hút khách hàng mới. Quảng cáo rất nhiều trên Facebook, quảng cáo rất nhiều trên Google ha, rồi chị check in, rồi chị làm đủ các mạng xã hội á để chị mang khách hàng mới vào trong tiệm. Nhưng mà sau đó là chị lại discount. Anh chị để 15-20% off. Nếu mà 15-20% off thì một bên chị tăng cách, một bên chị giảm chi. Anh chị giảm số tiền thâu vào thì income chị nó không có tăng. Anh chị thấy không? Thành ra bây giờ làm sao để mình tăng mỗi cột mỗi chút thôi. Làm sao khách hàng bây giờ xài 35 đồng trong tiệm mình thôi. Là anh chị có cơ hội tăng lên 50% rồi. Cái này khả thi, hồi nữa mình sẽ chỉ cho anh chị. Ok. Rồi bây giờ nè, từ 30.000 đồng mỗi tháng, bây giờ chị có thể có cơ hội chị tăng lên thành 58.000 đồng mỗi tháng. Là chị tăng gần double đúng không? Nếu mà 30 mà chị tăng double là lên 60.000 đồng mỗi tháng double đúng không? Con số này làm sao chị? Mới nhìn vào thì mình thấy là ồ rất khó để mình làm. Nhưng mà đều có cách hết vậy ha. Anh chị cần tăng 25% của mỗi cột thôi. Bây giờ nè, thay vì 5,
sao chỉ có 625 dịch vụ mỗi tháng. Ok. Rồi làm sao thay vì họ xài 3 triệu đồng, bây giờ chỉ có cách làm sao họ xài 37 đồng rưỡi mỗi dịch vụ. Ok. Và khách hàng họ tới 2 lần mỗi tháng, bây giờ làm sao mình có những dịch vụ mới để mình làm 2 lần rưỡi, họ tới thêm 1 lần nữa. Thì anh chị tăng 3 cột, mỗi cột 25% thôi, anh chị có cơ hội tăng lên 100% cái lợi nhuận của mình. Và đây là bây giờ cái cách của tôi chỉ nè. À, thay vì 500 người khách dịch vụ ha, chị nhớ dịch vụ đi cho nó dễ. Tại vì mỗi người khách hàng bước vào trong tiệm mình họ làm một dịch vụ. Bây giờ làm sao tăng lên là 575 dịch vụ và làm sao mình có thể tăng lên 650 dịch vụ. Bây giờ nè chị nghĩ đi, cái tay cái chân á, cái tay cái chân mình đang làm rồi. Đúng không? Bây giờ làm sao mình tăng dịch vụ mới, làm sao chị phải làm cái gì đó mới. Chị nên nhớ nhá. Để thu hút thêm khách hàng mới là chị phải có dịch vụ mới. Còn nếu như mình làm dịch vụ cũ thì cũng là khách hàng cũ thôi, đâu có gì mới đâu. Đúng không? À, định chị để ý nha. Đó lý do mà tại sao trong thời gian vừa qua một số chị gắn mi nè, chị làm wax nè, chị làm eyebrow nè, chị làm cà su nè, hay là chị làm microblading. Tự nhiên mình làm thêm dịch vụ mới thì sao? Thì sẽ có người họ làm. Và khi mà họ làm thêm cũng là một người khách hàng đó mà họ làm hai dịch vụ thì sao? Nó tính thành hai người khách hàng. Anh chị nhớ nhá. Nhưng mà trong cái thời gian vừa qua chị, trong mấy năm vừa qua cũng có rất nhiều điểm neo họ tập trung vào họ làm wax, họ làm cà su, rồi họ làm microblading. Nhưng mà nó không có tỉnh hành vì nó khó làm. Vì làm microblading anh chị họ sẵn sàng trả 300, 400, 500, thậm chí 600 đồng luôn để làm một để làm cái microblading. Nhưng mà nó khó có điểm khác làm lắm chị, vì thợ nail họ chỉ thích làm gì đơn giản thôi. Nha, còn cái làm gì mà cầu kỳ phức tạp thì họ chẳng muốn làm đâu. Nhưng mà một dịch vụ kế tiếp là chị mà sẽ giúp cho cái tiệm nail sẽ kiếm được rất là nhiều tiền, đó là cái dịch vụ mà refresh and mask. Tại vì bây giờ cái chị tập trung làm cái gì liên quan tới cái mặt thì chị sẽ kiếm được tiền. Vì nhu cầu của khách hàng khi họ bước vào tiệm nail không phải là họ muốn làm móng tay móng chân không chị, mà họ muốn làm đẹp. Hồi xưa giờ mới phục vụ tay chân thôi, bây giờ nếu như chị phục vụ luôn cái mặt thì sao? Đây là một dịch vụ hoàn toàn mới. Mà lý do tại sao mình biết được dịch vụ này sẽ kiếm được rất nhiều tiền chị, hồi nãy mình có nói chị rồi, là mình là người trong ngành nail supply chị ha, là mình luôn luôn đi những cái show ha, bất cứ một cái show nào mà về mà gọi là wholesale industry đó chị, là về bên manufacturer đó, họ sản xuất ra cái gì thì thường sao chị, họ có những cái show để họ trưng bày để cho những người chủ supply tới đó biết được cái gì mới để họ đem về họ mới bán cho người thợ nail chứ, mới bán về cho chủ tiệm nail chứ, thành ra mình biết được cái gì mới sẽ ra. Ok. Và trong tương lai anh chị ha, bây giờ thì gần như 30% manufacturer họ đang đổ về và họ làm cái mask nha. Bây giờ cái mask là cái dịch vụ nó sẽ hit thị trường trong tương lai. Cái lý do mình biết như vậy chị là tại vì nè, khi mà manufacturer họ làm gel thì tất cả các tiệm nail bây giờ đều có gel hết. Và khi manufacturer họ tập trung họ làm một nhúng thì bây giờ hình như 95% tiệm nail nào cũng có một nhúng hết. Và nếu như manufacturer họ làm ra cái mask thì trước sau gì anh chị cũng làm mask. Cái bột nhúng không có gì lạ, không gì lâu, gì nó đã 7-8 năm nay rồi. Nhưng mà ngày hôm nay cũng có những người chủ mới bắt đầu đưa vào thôi. Thì trước sau gì chị cũng đưa vào thôi. Nhưng mà nếu như mình đưa vào sớm thì sao? Mình sẽ kiếm được nhiều tiền. Thay vì cái nếp bình chị mới ra lấy 50 đồng, 55 đồng. Mà bây giờ thì sao? Trước sau cũng phải làm thôi. Nhưng mà bây giờ lấy 3, mình thấy nhiều chỗ lấy có 30 đồng rồi chị. Thấy không? Thật ra trong cái ngành nail chị, mình cứ là cái người chủ. Trước sau thì mình cũng làm, thì mình nên làm trước thì mình sẽ có được cái nguồn income cao hơn rất là nhiều ha. Nếu như chị nào ở gần cái tiệm mà Sally, cái tiệm Mỹ đó, Cosmo Pro nè, hay là State Beauty Supply nè, hay là Sally Beauty Supply nè, chị thử ghé ngang qua coi. Anh chị thấy bắt đầu họ trưng bày những cái kệ để bán mask ha. Vì họ sẽ biết được đây là dịch vụ họ sẽ đưa vào và phục vụ, họ bán cho những người tiệm nail, thì khách hàng họ rất thích về cái mặt. Ok. Và khi mà nói tới cái mặt làm đẹp với chị, về cái mask á, đơn giản dễ làm ha. Mà anh chị cứ nghĩ đi, một cái chân cái pedicure đó chị, họ sẵn sàng trả 30, 40, 50, thậm chí có 70, 80 đồng luôn, mà sau đó họ mang nhớ lại, đúng không chị, họ mang giày luôn, họ sẵn sàng chi. Còn nếu như mình làm cái gì đó mà làm cho cái mặt họ đẹp hơn thì sao, mà mình chỉ lấy 35, 40, 45 đồng thôi thì họ sẵn sàng làm, vì mình không có làm thôi. Chứ còn nếu mình làm cho họ đẹp thì sao ha, họ sẽ làm. Và khi mà nói tới đẹp thì hình như ai cũng thích hết, không phải là những người mà phụ nữ thích đẹp không ha. Trên này có bao nhiêu anh nam nè, nam có thích đẹp không? Nam cũng thích đẹp vậy ha. Bây giờ chị thấy nam bắt đầu bước vào trong tiệm nail làm manicure rất là nhiều đúng không, so với lại cách đây 5, 7, 10 năm về trước. Bây giờ nam họ cũng muốn ha, để làm chân tay cũng như da mặt của họ được đẹp như phụ nữ thôi. Even cái đứa trẻ cũng thích đẹp nữa, chị nhìn nó bên này ha, cái ông cụ này 82 tuổi chị, mà nghe có dịch vụ làm đẹp ổng sẵn sàng làm ha. Và cả luôn cả những người bệnh luôn, cái người bệnh về bệnh chứ mà đẹp họ vẫn muốn đẹp như thường ha. Đây là cái người mà họ bước vào trong tiệm họ làm nè chị ha, mặc dù mang cái bình thở oxy ha, nhưng mà vẫn thích làm đẹp. Ok. Và đây là
qua chị mà qua cái sự đào tạo hỗ trợ hướng dẫn về chỉ chị về cái xu hướng, cái mặt nạ, cái mask sẽ là làm kiếm được nhiều tiền, và nhiều tiệm nail hiện tại bây giờ đang áp dụng qua rồi, vì họ biết trước sau có áp dụng sớm đi để phục vụ khách hàng và kiếm thêm tiền. Chị nhìn thấy trong mình không, bây giờ có những đứa trẻ là chị ha, mới có 12, 14 tuổi thôi cũng đang ngồi làm ha, và những cái người này chị ha, những cái ghế này chị thấy bắt đầu họ đang làm cái mask, ok, và nhờ cái dịch vụ mới này chị bỏ họ thu hút thêm khách hàng, vì khi một người làm họ giới thiệu người khác. Các chị nhớ nhé, khi mà chị làm một cái gì mới đi ha, mà tiệm nail khác xung quanh họ chưa có thì sao chị, họ hay rủ bạn bè tới lắm. Đó lý do mà tại sao cái ngày đầu tiên chị mở tiệm chỉ có vài người khách, và bây giờ có vài trăm người khách, vì cái người này họ giới thiệu người khác. Nên bây giờ nếu như chị có dịch vụ làm đẹp ha, thì sao, họ sẽ giới thiệu bạn bè của họ, hay là thậm chí họ có một cái party, có party nào đó rồi họ mời tới, hay là cái prom chuẩn bị sắp tới nè chị ha, những cái prom mà chị sẽ thấy được ha, sẽ có người họ tới họ làm vì họ muốn cho con của họ da mặt được sạch sẽ, được đẹp đúng không, đúng không, để họ make up cho nó đẹp nữa đúng không, thì họ sẵn sàng chi, ok, chỉ có mình làm hay không thôi nha. Và đây là những dịch vụ bây giờ hiện tại bây giờ họ đang làm. Even có những nơi mà chị cứ nghĩ rằng ồ làm đẹp là chỉ có những người khá giả giàu có mới làm đẹp, mà chị nên nhớ rằng cái đã là người rồi thì cái người nào cũng thích đẹp, với người có tiền hay không có tiền cũng thích đẹp hết á. Và cái người bình dân, chị thấy cái hình bên tay trái không, cái khu này khu da màu, khu bình dân thì họ vẫn làm nha. Chỉ có cái mình làm thì sẽ có cách. Và một cái bà lão chị cũng khá lớn tuổi, chị ngồi ngay trên cái bàn làm nail luôn ha, làm luôn cái mặt luôn ha. Và đây là những dịch vụ đang giúp cho tiệm nail kiếm những cái nguồn thu nhập, vì mình tăng số lượng cái khách tới mà chị tăng cái số lượng dịch vụ thì sao, chị phải làm thêm. Anh chị nên nhớ nhé, mình làm thêm dịch vụ sẽ có thêm khách. Nếu mà ngày hôm nay nếu mà ngày mai đi anh chị cầm để cái bảng thôi, anh chị để bảng trong tiệm đó, bắt đầu từ ngày mai tiệm tôi sẽ làm phút mà so, thì chắc chắn sẽ có người hỏi. Anh chị để ý coi, anh chị làm thêm cái gì đó chị sẽ có. Hay là bắt đầu từ ngày mai tiệm tôi bắt đầu là gắn lash thì sẽ có người gắn lash. Hay là bắt đầu từ ngày mai chị nói tiệm tôi sẽ làm massage, foot massage hay là body massage thì sẽ có người hỏi anh chị. Thành ra trong tiệm nail mình có lợi thế, khách hàng có sẵn rồi, làm thêm cái gì cũng có hết. Ok, đó là cái cho chị thấy nè. Bây giờ làm sao từ 500 khách hàng tới bước vào trong tiệm mình, 500 dịch vụ mỗi tháng, bây giờ chị làm thành 575 dịch vụ mỗi tháng thôi, là chị làm thêm thôi. Có nghĩa là mỗi ngày chị còn làm thêm 2.5 dịch vụ thôi, là chị tăng lên gần như gấp rưỡi chị không rồi, đúng không? Vì khách hàng họ làm thêm dịch vụ mà thì họ sẽ trả thêm tiền. Bây giờ quay qua vấn đề họ xài thêm tiền nè, trung bình là khách hàng xài 30, bây giờ làm sao chị có dịch vụ đáp ứng cho họ để họ xài nhiều tiền hơn, họ xài 35 đồng thôi. Anh chị nhớ nhé, để tăng cái giá tiền lên không phải là chuyện đơn giản trong tiệm nail. Anh chị nhớ nhé, tiệm nail mình hạ giá thì rất là dễ, mà tăng thì rất là khó. Và suy nghĩ của những người chủ tiệm anh chị lo sợ tăng, lo sợ mất khách. Nhưng anh chị nên nhớ rằng anh chị tăng giá tiền mà chị không có làm gì khác biệt, làm sản phẩm cũ thì chắc chắn rằng khách anh chị sẽ mất khách, vì khách hàng đâu bao giờ chịu trả cái gì mà cũ mà tăng lên tiền. Cho nên để tăng giá tiền anh chị phải làm gì đó mới. Anh chị nhớ nhé, tăng giá tiền phải làm gì đó mới và cái gì đó phải tốt hơn thì khách hàng họ cảm nhận được thì sao, họ sẵn sàng chi. Nhìn lại tấm hình này anh chị để ý coi, tại sao treo, anh thấy không, tại sao mà họ làm treo và họ sẵn sàng trả nhiều tiền hơn, thay vì bình thường hồi xưa cái bên kia chỉ có 12-15 đồng thôi, mà bây giờ họ làm treo nên chị cũng là cái màu sơn đó, cũng là màu OBI red, một bên là nước sơn, họ chỉ trả 15 đồng. Nếu mà chị làm treo thì sao, họ sẵn sàng trả 20-25 đồng, họ sẵn sàng trả gần như 30-40% hơn luôn, chứ không phải là 5 đồng hơn đâu chị, vì cái gel nó khác biệt. Đó do tại sao họ trả, vì nó last long hơn, nó tốt hơn. Và lý do tại sao bột nhúng, cái bột nhúng họ sẵn sàng trả cao tiền hơn, chị nhớ nhé, tại sao họ sẵn sàng trả mắc hơn 10-15 đồng so với acrylic nail. Anh chị nhớ lý do mà họ trả tiền, vì bột nhúng trên có hũ bột nhúng là healthy natural nail, và chị lấy chị nhúng móc ai có hộp không có hư hại nhiều, thành ra họ sẵn sàng trả. Còn nếu như chị lấy cái bột nhúng ra mà chị lấy cọ, lấy liquid ra, anh chị đắp lên thì chắc chắn kêu họ trả thêm họ sẽ không trả nha. Vì anh chị thấy, anh chị nhớ nha, trong tiệm nail anh chị tăng giá tiền yes, với điều kiện phải làm sản phẩm khác, chứ còn đem cái cũ ra mình đi kêu họ nâng giá lên chắc chắn là không. Để cho cái khái niệm cho chị biết rằng khách hàng sẵn sàng chi, chỉ có cái mình có dịch vụ nào, sản phẩm nào đáp ứng cho họ thôi. Và cái tiếp một lần nữa nè, cũng nhờ có gel, có nhờ bột nhúng mà income tiệm nail bây giờ chị tăng lên rất là nhiều. Anh chị thử nghĩ đi, mình đừng làm gì mới thì income ngành nail của mình hiện tại đi về đâu? Anh chị chỉ làm acrylic nail only thôi thì ngành nail ngày nay, ngành nail của chị đi như thế nào, đúng không chị? Cũng nhờ có nhúng mà income tăng lên gần như 20-30%. Một lần nữa thôi chị, nếu như chị upgrade thôi, anh chị upgrade lên một lần nữa, chị làm về cái pedicure. Vì cái pedicure hiện tại bây giờ chị chỉ làm toàn bộ sản phẩm mà 20 năm về trước rồi. Anh chị bước vào trong tiệm supply, chị mua 20 năm nay, chị mua được sampling thậm chí 30 năm rồi,
mà chỉ 20 năm nay mình bán shopping, không gì khác biệt hết đó. Nó chỉ có cái lâu lâu đổi label thôi. Nào, bây giờ nếu như chị upgrade lên natural, nào, anh chị làm cũng nhờ cái bột nhúng đó để chỉ heo thì natural mà khách hàng sẵn sàng trả. Còn bây giờ chị upgrade pedicure lên thành natural, manicure, pedicure thì sao? Chị income chị tăng lên rất là nhiều. Vì gần như 60% income tới từ tiệm nail hiện tại bây giờ chị là từ cái pedicure. Đó lý do tại sao nhiều tiệm nail mở ra cái ghế nhiều hơn cái bàn. Ok? Cho chị thấy một lần nữa, nếu chị upgrade, chị tìm kiếm một cái sản phẩm nào đó natural giúp cho cái chuyên của họ mình mạng, chị sẽ tăng income rất là nhiều. Nha. Và đây là trong thời gian vừa qua chị, nhiều cái tiệm nail họ đang upgrade lên thành natural. Chị biết họ để cái banner luôn, we use all natural products. Yeah, cho medicine, pedicure, rồi họ dán luôn ngay cái chỗ reception anh chị. We use full line of natural. Thì khi cái người khách hàng họ bước vô, họ nghe cái chữ natural thì sao chị? Họ rất là thích và họ biết nghe natural thì sao? Họ biết là cái giá nó cao hơn và họ sẵn sàng chi. Lý do tại sao họ sẵn sàng chi, họ trả một nhúng nhiều tiền hơn. Nha, vì họ biết nó mang lại sức khỏe tốt hơn cho họ. Và nếu như chị làm natural cho chân của họ, da của họ thì sao chị? Họ không thích hơn nữa. Vì da của họ tiếp xúc với hóa chất nhiều thì họ biết là nó không có tốt. Thật ra nhờ cái sản phẩm mới này, natural này mà chị tăng lên 5, 10, 15. Hồi nãy mình nói với chị, từ 30 và lên 34 đồng rưỡi thôi là chị đã tăng gần gấp rưỡi không rồi. Còn cái này chị tăng lên 10, 5 nè, 10 nè, 15 đồng nè. Cũng nhờ sản phẩm này ha, mà giúp cho chị tăng thu nhập. Mình muốn cho chị nhớ rằng, trong tiệm nail để chị tăng giá không gì khó, với điều kiện phải có sản phẩm khác và sản phẩm phải tốt thì khách hàng họ mới chi. Ok? Rồi. Và trong thời gian vừa qua anh chị ha, khi họ làm áp dụng vào thì họ để rất nhiều hình ảnh của những tiệm nail họ làm natural không. Ok, và khách hàng bây giờ họ làm xong rồi, họ tiếp tục họ làm tiếp và họ rất là happy với sản phẩm này luôn. À, rồi bên cạnh nữa là chị, để tăng thêm cái nguồn income nữa nè. Mình luôn luôn, tại mình là người trong ngành sale chị. Một cái nguồn income mà từ xưa giờ người Việt Nam mình chưa biết khai thác chị. Là tức là mình đang nằm trên kho vàng đó, mà kho vàng này nó nằm dưới ngay trong tiệm nail mình thôi. Có nghĩa là mình chỉ làm một vụ thôi. Còn cái bán lẻ mình chưa bao giờ đụng tới. Ông bà luôn luôn nói mà chị làm thì làm sao giàu được chị. Nha, chị có buôn bán mới giàu thôi. Mình mở tiệm nail ra, tại sao tiệm nail của Mỹ nó cũng mở ra mà lại bán tiệm nail rất nhiều. Mà tiệm nail được người Việt Nam mình thì sao chị? Chỉ có làm không thôi. Nếu như ngày mai chị bệnh, chị không dũa nổi thì làm sao chị có tiền là chị ngưng. Đúng không? Mình không ra tiệm là mình không ngồi xuống dũa là mình không có tiền. Nhưng mà nếu như chị bán đi theo trong tiệm nè, mà chị không có mặt ở tiệm mà khách hàng vẫn tới tiệm mà họ vẫn mua nha, thì chị vẫn có được cái nguồn income đó mà không cần phải ngồi xuống dũa. Vì nhu cầu của khách hàng mà chị bước vào trong tiệm của Mỹ coi, chị thấy không? Họ bán, họ trưng bày, họ bán. Họ dùng 30% diện tích để họ bán. Ok, tại đây mình nói người Việt Nam mình số lượng khách hàng tăng gấp 4 lần so với tiệm của Mỹ. Còn nếu mình bán thì income chị tăng rất là nhiều luôn ha. 1.000, 2.000, 3.000, thậm chí 4.000 đồng extra cũng đủ cho chị trả tiền rent rồi. Và đây là những tiệm nail chị, họ cũng áp dụng mô hình này và họ đem về ở đó họ bán. Họ trang trí, họ trưng bày, họ chỉ còn chiếm với chị. Mình thấy họ chiếm có 10, 15 square feet thôi chị. Họ để một cái tủ dài để thôi, chiếm có 15 square feet thôi. Mà họ có thể đủ trả tiền rent. Nha, đây là những hình ảnh tiệm nail họ để lên chị. Vừa làm dịch vụ, sau đó bán lẻ cho khách hàng luôn. Nha, và đây là những người khách hàng họ mua chị. Đang mình đang bán thôi. Mà bán thì sẽ có người mua à. Ông bà mình luôn luôn nói mà, 100 người bán đi, sẽ có bạn người mua. Nha, lại mình không bán, mình bán thì khách hàng sẽ tới, họ sẽ mua mình. Và khi họ mua thì sao chị? Nó mang về cho mình cái nguồn income mà hồi xưa giờ mình chưa có tới nè. Ok, và đây là receipt nè, chị cứ nghĩ đi, mình nhận được receipt rất nhiều chị. Những người tiệm nail chị họ xác lên, ồ ngày hôm nay em bán là được 100, 200, 300 nè. Anh chị cứ nghĩ đi, có người khách hàng nào bước trong tiệm chị từ xưa giờ họ xài 300, 400 đồng không? Làm sao có, đúng không chị? Họ chỉ làm một dịch vụ, hai dịch vụ thì làm sao 50, 100, 150 là hết rồi. Làm sao họ xài 400, 300? Tại vì họ mua thì sao chị? Họ mới xài nhiều tiền như vậy. Và có nhiều tiệm nail chị nhìn tấm hình đó chị, 700, 800 ha, thậm chí 900 đồng luôn hay 1.000 đồng luôn, vì họ có nhu cầu mà ha. Bây giờ với những dòng sản phẩm này thì vừa tốt vừa natural mà chị cung cấp bán cho họ nữa, sao chị? Họ mua tại họ search, họ biết được sản phẩm mình công dụng thế nào, hay là họ coi trên online, hay là họ nghe cái người bạn nào đó nói về sản phẩm này sao mà họ tới tiệm mình họ thấy có thì sao họ mua ha. Và đây là bằng chứng cho chị thấy là nhiều tiệm nail đang làm. Ok, và cho nghĩa là bây giờ tăng số lượng khách đến nè. Hồi nãy mình có 3 giải pháp mà làm sao tăng cái số lượng phục vụ, cái dịch vụ, làm sao tăng cái số tiền khách chi và làm sao tăng cái số lần khách đến. Nếu mà chị tăng mỗi thứ mỗi chút thôi là anh chị, cái income chị tăng gấp rưỡi liền. Bây giờ là nhờ dịch vụ mass anh chị đưa vào thì phải khách hàng họ tới họ làm mass không? Hay gì hồi xưa họ tới họ làm pay, bây giờ họ quay qua cái họ làm mass nữa thì khách hàng họ tới thêm rồi. Một ngày vậy anh chị chỉ còn 2.5 cái người khách hàng làm mass thôi, chưa được 3 người là anh chị đã tăng lên số lượng dịch vụ rồi, là tăng lên 15% rồi. Còn nếu như chị bán lẻ thì sao? Họ tăng số tiền họ chi. Thay
cái họ xài hồi xưa giờ họ xài 30 đồng thôi, bây giờ nhờ dịch vụ Nat rồi, nhờ dịch vụ Mat nè, bây giờ họ chi nhiều tiền hơn nha. Thì chính như vậy cái thậm chí tăng lên rất là nhiều. Và chuyện bán lẻ thì sao, không phải nó tăng 5 đồng gì mà thậm chí là chị tăng tới 100, 200 đồng, 300 đồng luôn, vì họ mua lẻ mà, anh chị bán hàng mà. À, ra cái mang là chứ mình cứ ngồi không, nó rất đơn giản trong tiệm nail của chị, nhưng mà anh chị phải áp dụng cái mới. Chứ còn mình làm những cái gì đang cũ và đang áp dụng vậy thì không, mình cũng như vậy thôi. Muốn income mới thì chị phải làm gì đó mới. Và nhìn cái hình ảnh này chị thấy rõ ràng ha, để tăng cái số lượng khách hàng, để tăng số tiền khách chi, để tăng cái số lần mà khách tới anh chị, thì chị phải áp dụng dịch vụ mới, sản phẩm mới và bán đi theo, thì chị sẽ có cái giải pháp này. Và để cho anh chị làm một cái bài toán đơn giản nhất cho tiệm nail mà nhỏ nhất luôn anh chị, là họ tính đó chị, sau mà họ khi mà họ tìm hiểu học rồi đó, họ đem áp dụng vào, họ nói là em làm bây giờ 5 cái mask mỗi ngày và cái pedicure á em chỉ tính là 10 cái thôi, mà trung bình mỗi tiệm em là có 20-30 cái pedicure mỗi ngày, là bây giờ em chỉ tính 10 người thôi nha. Vì có nhiều khi thợ có một số người họ không chịu làm, bây giờ chỉ có 10 người khách hàng vào tiệm làm pedicure thôi, mà họ chia sẻ, họ giới thiệu cái sản phẩm natural, bây giờ họ làm họ chia thêm 10 đồng, anh chị có thêm action 100 đồng. Anh chị có 5 cái mask mỗi ngày anh chị, à mỗi cái mask vậy trung bình là 40 đồng chị, anh chị có 200 đồng extra. Còn sau đó sau khi mà làm xong rồi chị giới thiệu cho họ sản phẩm, họ mua, anh chị cần bán 5 món thôi, mỗi món chị kiếm 10 đồng. Ok. Và có nhiều thì có nhiều người khách hàng chị, một người họ mua 5 món rồi, đừng nói tới 5 người mà mình chỉ tính một người mua một món thôi anh chị, là chị có cơ hội kiếm 10 đồng extra, là 5 món là chị có 50 đồng. Mỗi ngày như vậy chị có 350. Anh chị cần áp dụng cái mới chút chút thôi anh chị, chỉ có 350, anh chị 350 chị đủ trả tiền rent không? Nếu như 350 một tháng chị mở 26 ngày chị dư sức 9.000 đồng, mình nghĩ 9.000 đồng trả tiền rent, tiền điện, tiền nước, tiền kia hết, nha, nó nằm trong tay của mình thôi. Ok, nếu như nhân lên 1 năm 12 tháng thì sao anh chị? Dư sức anh chị ha, nếu 100.000 thì nó lớn cũng lớn mà nhỏ cũng nhỏ, nhưng mà có thêm thì sao, vẫn tốt hơn như thường. Ha, thì qua áp dụng những dịch vụ mới này mà chị sẽ có thêm natural. Và để cho kiếm được tiền chị làm sao có được 100.000, chắc chắn rằng chị phải có sản phẩm thì chị mới kiếm tiền thôi. Chứ còn mình muốn tăng dịch vụ, mình muốn nâng giá tiền mà không có gì mới, không gì lạ thì làm sao nâng? Đó là, mà nếu mà không có sản phẩm thì làm sao chị nâng? Nếu mà chị không mua bột nhúng về thì làm sao chị làm cho khách hàng, đúng không? Hay là nếu mà chị không mua ghế pedicure về thì làm sao chị phục vụ cho khách được? Thì cái sản phẩm này cũng vậy, chị nên có cái sản phẩm trong tay thì mình mới áp dụng được. Và với cái sản phẩm này thì thay vì mình mua lẻ lẻ, đúng không, cái giá nó cao, chị mua package thì cái đội nhóm chị họ đã hướng dẫn, họ đã chỉ cho mình hết rồi, có package, có một cái menu, có catalog luôn. Nên chị mua cái package gì tới 599 đồng chị, mà chị đem về chị có thể kiếm 2-3 ngàn đồng. Và cái sản với sản phẩm này chị có thể làm, chị có thể trưng bày, chị có thể bán. Và công ty họ guarantee nếu như cái sản phẩm này mà một năm chị không sử dụng, trả lại công ty họ chỉ trừ 10% thôi tiền stocking fee. Nhưng mà nếu trong 30 ngày mà chị không happy, chị trả lại công ty trả tiền 100%. Thành ra mình thấy cái người nail chị, cái nail không có gì mất hết chị. Đem về áp dụng, khách hàng happy, có tiền, bán liền. Và mình là người trong ngành supply thì mình bán có thể nói là hàng trăm cái mặt hàng khác nhau. Nhưng mà hiện tại trên thị trường trong tiệm nail chưa có sản phẩm nào tốt hơn cái dòng sản phẩm này. Anh chị nhớ nha, cái người mua lầm chứ bán không lầm. Mình ngồi, mình ở trên đây thì mình chia sẻ, chị cứ thử đi. Anh chị đem một cái sản phẩm này về, chị thử cái tất cả sản phẩm mà chị đang sử dụng trong tiệm đó. Từ cái lotion cho đến, là chị xài hàng OBI, CD, Cuticle, Cushion, đừng có nói tới 5 galon hay là galon. Cái hàng đó là nothing à. Thì anh chị compare cái sản phẩm chị sẽ thấy được đó lý do tại sao công ty họ dám guarantee trong vòng 1 năm không xài được, không bán được trả lại mà à. Thật ra đây là cái anh chị nên tận dụng hay lợi dụng à, để công ty để chị mang về cho mình cái quyền lợi rất là cao. Ok, chị nên liên lạc với cái người mà giới thiệu chị, mời chị lên cái Zoom nào để chị biết được cái sản phẩm nào mà chị có thể tìm hiểu và chị có thể mua để chị để áp dụng vào trong tiệm. Nhưng mà để làm sao tăng 100.000, 200.000, 300.000 mỗi năm mà đều đặn đó chị nha, thì chắc chắn rằng 30 phút ở trên đây chị sẽ không nắm hết. Thì ra tháng 4 này nè chị, à, chỉ còn có 2 tuần nữa thôi chị, tháng 4 này thì sẽ có một cái lớp chị sẽ dạy chị 2 ngày luôn, làm sao để quản lý, làm sao áp dụng vào đúng nhất, và làm sao chị thấy được những người chủ tiệm nail mà đã áp dụng trước có kết quả và chia sẻ lại cho anh chị. 2 ngày nha chị nhá, ngày là ngày 6 và ngày 7. Nhưng mà nếu như chị thấy được công ty luôn, chị đi tham quan công ty luôn, thì chị đi từ ngày 3 đến ngày 6. Ok, ngày 3 đến ngày 6, ngày 7 thì chị sẽ thấy được và chị học được. Nhưng mà qua 2 ngày mình tin chắc rằng anh chị sẽ đem về cho mình nhiều cái kiến thức đó, và làm sao để mình áp dụng vào trong tiệm của mình. Và qua cái hình thức mà chị nâng được cái giá tiền, mà chị nâng cái dịch vụ phục vụ lên, thì cái người thợ nail họ làm họ có tiền đó chị. Mà chính họ có tiền thì sao? Họ sẽ giới thiệu những người khác, những người thợ nail khác tới. Và khi mà họ làm có tiền thì sao chị? Họ mới phục vụ khách hàng mình tốt hơn. Và chính họ phục vụ khách hàng tốt hơn thì họ sẽ là người bill khách hàng cho mình. Còn nếu như chị làm cái giá rẻ quá
thì họ tới họ làm họ phá là gì, vì làm rẻ quá mà sao chị ha, khách hàng cầm lên cái là họ bạo liền, hay là họ làm rẻ quá mà chị, khách hàng mà chị họ nói nặng nó nhẹ cái là sao họ đứng dậy họ gây sự liền, hay là làm rẻ quá sao chị, họ tới họ rửa tay rửa chân cho khách thôi chứ họ không có làm phục vụ tốt. Nhưng mà nếu như chị làm cái giá cao thì sao, cái người thợ neo có tiền, họ có tiền thì họ phục vụ tốt ha. Thành ra đó là cái hình thức gì, cái sản phẩm, nhưng mà để giúp cho chị biết khách và giúp cho chị tăng được cái nguồn thu nhập và phục vụ cho khách hàng. Và qua cái sản phẩm này khách hàng mình dám chắc rằng khách hàng rất là happy, vì chưa có sản phẩm nào hiện tại trên thị trường tốt hơn cái sản phẩm này. Okay. Cái phần kế tiếp đó chị là cái phần mà mình sẽ nhờ một cái người cũng là những người cũng là cái người chủ tiệm mà chị cũng đã áp dụng cái sản phẩm này vào trong tiệm trong thời gian vừa qua, để chia sẻ với chị là cái người này áp dụng như thế nào có kết quả. Hello Hằng ơi. Hi, thì em đây. Rồi, ok, để tôi này mở cái hình ra lớn ra cái ha, rồi Hằng sẽ chia sẻ. Hi Tony, hi các anh chị ở trên Zoom. Em là Hằng ở Minnesota. Em đi qua Mỹ được 2 năm rưỡi. Trước khi em qua Mỹ là em ở Việt Nam, em có làm kinh doanh nguồn quần áo á. Mà em sang đây được 2 năm rưỡi thì em cũng mua được cái tiệm mà đến sang tháng là em được tròn 2 năm. Mà trước kia thì em chỉ có biết làm ăn buôn bán chứ không bao giờ biết nail mà. Hiện tại bây giờ em cũng vậy. Ok. Yeah. Là không có biết gì về nail hết mà mình nghe là Hằng bỏ số tiền khá lớn để mua một tiệm nail cũng rất là lớn. Thì khi là cái người chủ tiệm nail đó là mình em nhìn vào là em đã từng mở tiệm là 2 năm, em mua cái tiệm 2 năm 3 năm rồi đúng không? Là em đã từng xài những sản phẩm trước đó ở tiệm nail supply rồi. Dạ đúng. Từ khi mà em nghe cái người bạn giới thiệu cho em đó về cái dịch vụ mới và về các những dòng sản phẩm natural để giúp cho tiệm mình tăng cái thu nhập đó, thì em đưa về trong tiệm tính đến ngày hôm nay được bao lâu rồi Hằng ha? Đến hôm nay là chắc cũng khoảng được 51-52 ngày đấy anh. Là 51-52 ngày thôi. Dạ. Là chưa được 2 tháng. Ok, dạ, đúng là thì là khi mà Hằng đưa cái sản phẩm mới vào trong tiệm đó thì chắc chắn là cái giá tiền mình nâng lên, thì cái giá tiền bây giờ Hằng nâng lên và cái income trong tiệm mình tăng lên như thế nào trong 51 ngày vừa qua? Em thì lúc trước cái chân pedicure thường á là 27 thì em nâng lên 38. Còn deluxe 37 thì em nâng lên 50. Còn cái giá 47 là ấy là bây giờ em nâng lên là 65. Ok. Trung bình một cái thấp nhất là 11, cái thứ hai 13 và cái thứ ba là cái thấp nhất là 18 đồng. Ok, là khi mình đưa cái sản phẩm natural về mà không phải là nâng 5 đồng mà mình nâng lên 11 đồng luôn. Dạ. Và đó là một số tiền nâng lên khá lớn. Thì khi mà mình nâng số tiền như vậy lên đó thì cái khách hàng phản ứng như thế nào và bây giờ họ có tiếp tục họ làm cái sản phẩm natural đó không? Khi mà em có sản phẩm mới em giới thiệu khách hàng thì em chỉ cần em nói là tiệm tôi hôm nay là có cái sản phẩm mới nói chung 100% là natural đó, thì em đưa cái menu cho họ, họ đọc họ coi, họ chỉ cần những người thích là người ta không có hỏi, tức là người ta không có thắc mắc về giá, người ta chỉ vào thấy số 1, số 2 hoặc số 3 thôi, không bao giờ hỏi về giá hết. Dạ. Vì họ biết được cái natural, họ nghe cái chữ natural cũng là cái chữ mà có thể là lần đầu tiên họ nghe trong cái họ tới tiệm nghe họ nghe. Vì hồi xưa họ chỉ nghe họ đâu giờ nghe cái người chủ nói natural đâu, đúng không? Dạ đúng rồi. Và có những điều họ đang tìm kiếm mà họ chưa biết ở đâu, khi mình nói giống vậy thì sao? Họ lại làm liền, đúng không? Dạ. Có những người khách người ta vui lắm, người ta tức là hả? Good. Tôi rất thích cái này natural này, người ta sẵn sàng là tức là người ta tự nhiên lắm, người ta không có ý là không có khách sáo hay là có gì, ý người ta như vậy. Dạ. Yeah. Em thấy okay, cái happy của người ta đó. Yeah. Anh có dịp nói chuyện với Hằng đó, tại Hằng mới qua Mỹ mới có mấy năm thôi đúng không? Mới 2-3 năm thôi, rồi mua tiệm thôi. Chưa được 3 năm thôi, thành ra cái ngôn ngữ mà ngoại ngữ mình không quá giỏi, không phải là mình giỏi để mình mời khách đâu. Nhưng mà họ nghe cái chữ natural, nghe mình giới thiệu thôi, họ làm liền đúng không Hằng? Dạ, em chỉ biết nói một câu như thế này nè. Now we have a new product all natural rồi. Rồi chưa cái menu á. Rồi người ta đúng rồi. Nó đơn giản như vậy thôi ha, nhiều khi mình nghĩ là phải giới thiệu tiếng Anh giỏi. Nhưng mà bây giờ nè, khi mà áp dụng vào rồi đó, thì Hằng thấy cái kết quả income trong tiệm của mình nó tăng lên như thế nào so với lại trước đó, so với lại 50 ngày trước đó. Thì nói chung là em tính
trung bình một ngày nhé, là thấp, chia trung bình nó có thể ngày hơn, nhưng mà bây giờ vẫn chia ra là trung bình một ngày là 20 chân. 8 giờ buổi lớp 20 chân thì cái hai cái kia mà nhân lên trung bình là 12 đồng. Ok. Nếu mà 20 chân mà nhân 12 đồng là 240 rồi. Tiệm em là làm 30 ngày luôn. Là mở 30 ngày luôn, mỗi ngày kiếm 240 đồng. Là chỉ tính trung bình thôi, tại vì có những cái chân mình nâng lên 17, 18 đồng gì nữa được không ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Ok. Mà anh biết không, tức là cái tuần cái vừa rồi nhỉ, cái top nhất cái tuần vừa rồi của em á, là trung bình nhá, cái tuần đó là rất là đông khách chứ, em trung bình 40 cái chân một ngày. 40 chân. Cái tuần đó là double income á. Ok. Wow, 40 cái chân mà họ làm natural hết. Bây giờ đã nói nào, khi mà những người mà họ làm natural rồi đúng không, hàng từ trung bình 2 đến 3 tuần họ quay trở lại, có nghĩa là 51 ngày vừa qua, chắc chắn là có một số người họ đã quay trở lại rồi. Yeah. Khi mà họ quay trở lại rồi thì họ chọn cái cũ hay là họ chọn cái natural tiếp? Người ta vẫn làm tiếp tục cái đó. Tiếp tục cái natural. Tiếp tục natural luôn. Dạ. Có người quay lại, tại vì em có người khách dễ thương á, tuần quay lại một lần, là 3-4 tuần nay là bao nhiêu lần quay lại là bấy nhiêu lần làm cái đó. Lý do tại sao phải quay lại mỗi tuần? Cái cô này cô làm y tá đó, nên là cô không có sơn bao giờ ấy, cô chỉ thích làm, tức là thích làm luôn thích lát á, thích làm chân làm tay rồi lại thêm cái dịch vụ này nữa, cô đấy làm luôn cả massage luôn. Cả mát luôn. Cái mát nữa. Là hồi xưa giờ trong tiệm của Hằng chưa bao giờ làm mát đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ thì nghĩa là trong mới có 50 ngày thôi thì Hằng đã áp dụng, bây giờ có khách hàng nào làm mát chưa? Em mới áp dụng áp cái mát đấy cũng được mấy tuần, cũng cũng chưa có nhiều, nhưng mà cũng trung bình một ngày cũng có thể có ngày 2-3 cái thì chia đều ra, cũng một ngày chắc trung bình 2 cái em. Ok, mới bắt đầu thôi đúng không? Mới bắt đầu thôi, chắc khoảng cái đó em mới đưa vào 2 tuần này. Ok, mới 2 tuần thôi mà đã có rồi. Nghĩa là Hằng thấy, Hằng khi mà Hằng chia sẻ đó chị để ý lên, 2 tuần thôi mà mình giới thiệu cho khách thì sẽ có khách làm thôi. Dạ nhiều, đúng rồi. Đúng không? Nhiều nhiều ít thôi nhưng mà sẽ có khách làm. Nhưng mà nếu như mình giới thiệu 1 năm sau thì sao? Sẽ có nhiều người họ làm tiếp, ha, họ làm. Và rõ ràng đây là cái nguồn income mới hoàn toàn. Và bên cạnh đó, hồi nãy Tony có chia sẻ đó là mình còn vấn đề kiếm tiền từ retail nữa. Hồi xưa giờ có hàng á, hàng mở, hàng có đi bán retail không? Mà từ khi áp dụng em không. Ok, lão sư thì có không có nguồn income nào từ retail hết, nhưng mà từ khi áp dụng sản phẩm natural này vào thì bắt đầu mình có bán retail. Dạ đúng. Ok, thì em có thể chia sẻ coi là em bán như vậy như thế nào trong tiệm, khách hàng họ có mua hay không? Có nhiều người cứ nghĩ họ bán rồi không biết ai mua hay không. Nha, và cái người khách hàng họ chi nhiêu tiền để mua sản phẩm? Em có dặn với thợ là cứ ai mà xài xong á cái sản phẩm mà pedicure đó là mình giới thiệu sản phẩm luôn. Thì hầu như là giới thiệu 10 người cũng đến 5-6 người mua sau khi người ta làm xong. Ok. Dạ. Tại em nói với em cũng mạnh dạn nói với thợ là cứ nói với người ta về xài đúng như cái chỉ dẫn của mình một tuần, nếu như cảm thấy mà không thích, không có hiệu quả mang lại em trả lại tiền. Thế là họ sẵn sàng mua. Ok. Mà không chưa thấy ai trả. Dạ, thì mình bán cái sản phẩm tốt rồi đúng không? Được công ty họ bảo đảm mà. Ha, tại đó mình yên tâm. Ok, rồi với phương diện của một người chủ nè, sau qua 50 ngày áp dụng nè, thì bây giờ nhìn lại cái income mỗi tháng như vậy đó, nó tăng như thế nào? Bây giờ gần như 2 tháng rồi đúng không? Dạ. Một tháng bên Minnesota là tháng mùa rất là lạnh, là cái mùa chậm nhất trong năm luôn. Dạ, chậm đấy anh. Dạ. Mùa chậm nhất trong năm luôn. Thì so với lại ha, với lại những tháng trước thì cũng là bao nhiêu lượng khách hàng đó, thì có cái nào hàng nhìn xuống thấy được con số tiền là bao nhiêu không? Em không có so với cái tháng trước, tại vì tháng thì không ấy, nhưng mà em so ví dụ cái tháng này của năm trước, ví dụ tháng 2 okay. của năm nay và tháng 2 năm trước thì cái income chung lên khoảng mười mấy ngàn một tháng đó. Dạ. Wow. Tức là ví dụ tháng 2 năm 2018 ví dụ đi 50 ngàn thì năm nay có thể lên đến 60-61 ngàn. Ok. Dạ, yeah, để rõ ràng là cũng cho mình thấy bao nhiêu người khách hàng đó thôi, đúng không? Dạ. Đấy là em. Đấy là em chưa có tính cái bán lẻ, bán thì em để riêng rồi, cái sản phẩm bán em để riêng. Không có tính chung. Tính chung luôn đi chứ còn tiền đó là income mà đúng không? Chỉ mới tính dịch vụ không thôi mà đã tăng trên 10 ngàn rồi, còn cái bán miếng nữa. Thật ra mình chỉ muốn cho chị thấy rằng cũng nhờ cái sản phẩm này mà chị kiếm được rất nhiều tiền, thay vì những sản phẩm khác chị chỉ được làm không thôi chứ mình không có bán. Nhưng mà cũng nhờ cái sản phẩm này chị có thể nâng được giá tiền và khách hàng họ tới thường xuyên hơn. Và mình là cái người mà chị biết mình là cái người mà mình
mình biết cách hướng dẫn cho chị làm sao để áp dụng vào, và Hằng là cái người đã áp dụng vào mới có 50 ngày thôi. Thì mình biết... em cũng chưa áp dụng hết 100% nữa, nhưng mà trong tương lai em sẽ áp dụng hết. Okay. Thì em đang thử. Dạ. Thì ngày hôm nay mình chỉ muốn cho Hằng chia sẻ chút chút thôi, đúng không? Để chia sẻ cho nhiều mà cặn kẽ chi tiết thì chắc chắn là phải qua cái phải học mới đủ, đúng không? Còn vấn đề này rất là vui, happy này anh. Tại vì cái vấn đề quan trọng nhất là thợ rất là thích. Thợ vui lắm, tại vì làm cái đó nó sạch á, mà nó quá là nhẹ nhàng, nó không có vất vả, không có cực như cái cũ. Nên là thợ vào là cứ cầm cái menu, tại vì em còn hai cái menu, một cũ cái mới, nhưng mà thợ cứ đưa menu mới thôi chứ không có đưa menu cũ, mà còn giấu đi. Tại vì không thích khách làm menu cũ mà thích làm mới, tại vì như mới á, cái thời gian thì nó cũng vậy mà tiền lại cao hơn rất là nhiều, lại nhàn, lại sạch sẽ nữa, nên là lại mà đã cao, cái xe thì cao thì tip lại cao, nên là thợ rất là khoái. Để ra mình mang sản phẩm về, mình mang lại cái nguồn income cho thợ nữa, mà chính mà thợ có thu nhập cao thì để Hằng có khi nào để ý không, nhờ cái sản phẩm này mà thợ họ làm kỹ hơn cho khách không? Dạ đúng rồi, tại vì khách vui thì thợ cũng có hứng lắm, nên là làm xong xác định là làm good thì tiền tiếp cao, nên là khách vui thợ cũng vui. Dạ. Ok, tại ra cái sản phẩm mà cái người thợ mà họ là cái người mà họ bill khách hàng, họ giữ khách hàng cho mình mà, đúng không? Dạ. Tại vì người chủ hút khách hàng, mình mang khách hàng vào tới thôi, nhưng mà cái người giữ khách là thợ. Mà khi mà thợ họ làm với giá cao, họ có tiền tiếp theo thì họ sẽ phục vụ rất tốt. Và chính như vậy, nhiều lần cho khách của mình. Ok, rồi cái là cuối cùng nè. Cái cuối cùng là bây giờ Hằng là phiên diện một người chủ mới đưa sản phẩm mà mới có 50 ngày thôi. Thì nếu như trên cái Zoom ngày hôm nay nè, cũng có những người chủ họ cũng đang lưỡng lự không biết có muốn đưa vào hay không, hay là đưa vào biết kết quả như thế nào. Thì Hằng cũng để gì cho những người chủ trên cái Zoom ngày hôm nay không? Dạ, theo như kinh nghiệm của em á, thì em cũng khuyên các anh chị cứ mạnh dạn đưa sản phẩm vào. Tại vì cái này mình công ty đã guarantee cho mình rồi, một năm nếu mình không làm được thì mình có thể trả lại, mà chỉ cũng mất 10%, nên chẳng có lý do gì để từ chối hết. Đã, em không có, tức là tính vì cái đó nên em tự tin lắm, em mạnh dạn em đưa vào luôn. Em đi về, em đi công ty một lần cái là về em đưa vào liền, chứ không có suy nghĩ gì hết. Ok, mà cũng nhờ đi công ty, rồi cũng nhờ qua học 2 ngày trong cái lớp nail workshop dẫn cho Hằng cái chi tiết để cách áp dụng. Thì ra Hằng về mới đầu mình dạng áp dụng vào. Dạ, thì ra kinh không phải tăng. Ok, thì ra cái ngày tháng 4 này nè, mình có ngày 3, ngày 4 là của Mỹ, nhưng mà ngày 5, ngày 6, ngày 7 đó là của người Việt Nam. Thì các chị nào mà trong ngành nail mà muốn học làm sao để áp dụng một cách hiệu quả nhất vào trong tiệm, và chị được hướng dẫn chi tiết cụ thể luôn, áp dụng sản phẩm như thế nào và mình làm như thế nào để mang lại kết quả cho khách hàng. Và khi mà chị sẽ được những người chủ cũng như nhà hàng nè sẽ chia sẻ cho anh chị ha, giới thiệu hàng hay là trang trí trưng bày. Cái mục tiêu của mình là làm sao giúp cho ngành nail người Việt Nam mình phát triển ngày càng tốt hơn, và giúp cho họ phục vụ tốt hơn, và làm sao để mình mang được cái nguồn income về cho tiệm của mình. Vì ngày nay tiền rent, tiền chi phí cái gì cũng rất là cao, mà mình phải nên làm theo cái xu hướng bây giờ, chứ mình không nên áp dụng những mô hình cũ cách đây 15-20 năm về trước để mình có cái hàng ngày hôm nay. Và tiền em thì cứ mới là em làm thử. Dạ, cái đó là cái chính xác ha, tại vì trong tiệm nail mà mình chỉ làm được cái giá cao khi cái gì mới thôi, và cái gì mới thì sao mình mới nâng được giá tiền, chứ còn mình làm cái cũ thì khó mà nâng nha. Dạ, cảm ơn một lần nữa thì cảm ơn Hằng rất là nhiều. Lần đầu tiên mình biết là lên trên cái Zoom ngày hôm nay rất là run. Tiền thì đến không có run, nhưng mà chia sẻ cách kiếm tiền thì dĩ nhiên phải run, đúng không? Nhưng mà rất là vui được Hằng nhận lời, lời chia sẻ của Hằng rất là chân tình. Là người thật thì thật, chị áp dụng vào 50 ngày và rất là áp cái nguồn thu nhập trên 10.000 đồng mỗi tháng, và cũng chính đoàn sản phẩm này mà bây giờ người thợ trong tiệm họ cũng hài lòng, khách hàng cũng hài lòng, họ đặc biệt nhất, người hài lòng nhiều nhất đó là cái người chủ tiệm. Vì khi mình mở tiệm ra rồi thì mình làm sao mình có thể mang về cái nguồn thu nhập lớn nhất. Và một lần nữa thì Tony cảm ơn tất cả chị đã lắng nghe trên Zoom, và mình hy vọng rằng qua những dòng sản phẩm này sẽ giúp được cái kinh doanh của chị rất là nhiều. Và chị nên liên lạc với người nào mời chị lên cái Zoom ngày hôm nay để chị biết được cái sản phẩm nào để chị bắt đầu, và mình bắt đầu như thế nào để mang lại cho mình cái hiệu quả cao. Và một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người nhé. Cảm ơn Hằng rất là nhiều. Dạ, cảm ơn Tony.